Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Nay em mới về được một thùng lưỡi cưa hàng bãi Nhật. Em quay video để giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0975 275 636. Mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện đều được ạ. Số điện thoại này của em là có Zalo. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng xem mua trực tiếp ạ. Hôm nay thì lưỡi cưa của em có là có loại hàng này là hàng lưỡi cưa Nhật bãi, hàng mới. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Loại này đường kính của nó là 210. Đường kính của lưỡi là 210 ạ. Đây. Tất cả hàng lưỡi mới tinh luôn, chưa qua sử dụng. Đây lưỡi hợp kim cắt gỗ ạ. Đấy. Vẫn còn nguyên cả các cái bọc hợp kim ở ngoài luôn này. Đây. Đường kính của nó là 210 ạ. Lỗ trục của nó thì nó có hai loại. Đây cái đang em đang cầm trên tay đây là lỗ trục 254. Đây ạ, lỗ trục 254 nhá. À, còn cái loại này là lỗ trục 16 này. Loại này cũng đường kính như nhau, thông số như nhau, nó khác mỗi cái lỗ trục thôi. Cái này loại này là lỗ trục 16. Đây hình như hơi lóa nhỉ, mọi người không nhìn thấy. Đây nhưng mà loại này là lỗ trục 16 nhá. Cái này hàng Nhật. Hàng bãi Nhật, hàng mới chưa qua sử dụng. Loại này là lưỡi hợp kim cắt gỗ. Và cái này trên này là có 20 răng. Hợp kim của nó là 2 ly ạ. Hạt hợp kim của nó là 2 ly. Loại này thì em bán lẻ là 100 nghìn một cái. Mọi người có thể lấy lưỡi trục 25 hoặc là trục 16 tùy thích. Giá lẻ là 100 nghìn một cái. Mọi người có thể mua thử một cái về để mình sử dụng trải nghiệm. Ok thì lại đặt hàng mua tiếp. Một cái bên em cũng có ship hàng và ship toàn quốc là 30.000 một đơn. Khách mua 10 cái thì bên em sẽ được miễn ship. Bên em sẽ giao giá xỉ. Giá xỉ từ 20 chiếc. Từ 20 chiếc là mọi người có thể mua được với giá xỉ rồi ạ. Và mua càng nhiều thì giá nó càng càng rẻ. Nếu bác nào mà muốn hỏi về giá xỉ thì mình có thể nhắn tin và gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Em sẽ ghi ở dưới phần mô tả của video. Còn đây hiện tại trên video là em báo giá trực tiếp cho khách lẻ. Giá của khách lẻ là loại này là 100.000 một chiếc ạ. Đó. Rồi, hiện tại thì hôm nay là em chỉ về được có một loại là lưỡi cưa 210 thôi. Lưỡi cưa to hơn hay là nhỏ hơn là hiện tại là bên em không có. Bác nào có nhu cầu mua thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ.